Hello tất cả mọi người, lại là Tú đây. Tú sẽ chia sẻ cho mọi người một cái câu chuyện cực kỳ quan trọng mà hôm nay video của chúng ta sẽ nói về vấn đề đó, chính là khi lòng tốt đặt không đúng chỗ thì mình sẽ hại lòng bản thân mình. Thì cái câu chuyện này nó diễn ra đối với Tú. Thì Tú xin diễn giải nó dễ hiểu như sau, là Tú có quen với bên A. Thì bên A này là đồng hành với Tú trong công việc và làm chung công ty, và Tú cũng là người giới thiệu bên A này vào công ty làm. Nhưng bên A này cực kỳ ghét bên B, hai người này cạch với nhau. Thì Tú luôn luôn đồng hành với tâm sự với bên A này rất là nhiều, và đôi khi bên A này chửi bên B rất là nhiều luôn, và Tú cũng kiểu như là an ủi và hùa theo mọi người. Thì mọi người biết không, sau khi mà Tú và bên A này có những cái xích mích và họ rời khỏi công ty, thì mình cứ tưởng là mọi chuyện nó sẽ êm đẹp, nhưng không hề như vậy. Bên A này họ đã tìm cách để liên hệ với bên B và rất là nhiều bên khác, và họ biết là những cái bên đó là đang là cái đối thủ của mình hoặc là kẻ thù của mình, để họ liên hệ và họ bài xích và họ hại mình. Thì đây là một cái câu chuyện mà mình muốn diễn giải cho tất cả mọi người hiểu, là không nên tin tưởng ai quá nhiều 100%, dù đó là người thân cỡ nào với bạn. Và ví dụ như chúng ta có nhiều bầu tâm sự, có nhiều cái bí mật, thì mấy bạn không nên kể cho những người làm chung cùng ngành, thì vì nó rất là nguy hiểm. Nếu như bạn có muốn kể thì hãy kể cho những người bạn mà thời đại học, những bạn cấp 3, những bạn mà đồng trang lưới mình mà không làm cùng ngành với mình, thì những người đó sẽ đôi khi nó an toàn hơn một tí xíu. Còn những người làm chung ngành rồi thì sẽ không có cái sự an toàn trong những cái câu chuyện của bạn đâu, tại vì biết trong một ngày nào đó họ lại dùng cái câu chuyện của bạn để hại chính bạn. Và Tú đã gặp rất là nhiều trường hợp như vậy, vì bên A và bên B đã chém nhau nhiều lần, và bên A chửi bên B là chưa được học sâu, chưa được học lên cao. Và sau khi mà họ rời khỏi công ty thì họ lại đổ thừa cái vấn đề đó mình nói, là mình do mình nói làm cho mình có thêm cái kẻ thù, mọi người hiểu hay không. Và bên cạnh đó còn rất là nhiều vấn đề khác, là bên A này họ đã tìm cách liên hệ với những người em út trong nhà của mình và tác động lên những người trong nhà của mình một cách rất là gian xảo, mình không thể tưởng tượng được. Và cũng may là mình có đồng đội nhiều, mình có đồng đội hiểu mình, và cũng có rất là nhiều anh chị đi đầu và cũng hiểu mình. Và trong những cái lần mà mình stress đó, thì những anh chị cũng khuyên mình rất là nhiều, và khuyên mình nói rằng là những người đó họ rất là xàm, họ rất là tào lao, thì mình không thể kiểu như là dập tắt họ một ngày một ngày hai, nhưng mà chưa chắc gì ông trời hoặc là nhân quả đã tha cho họ đâu. Và Tú xin chúc tất cả mọi người đã xem video của Tú sẽ được gặp nhiều may mắn. Và nên nhớ là không nên chia sẻ câu chuyện của mình cho những người cùng ngành, đang làm cùng ngành, tại vì biết đâu những người đó sẽ dùng cái câu chuyện của mình để hại chính bản thân mình, là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai là không nên hùa vào bất cứ cái việc riêng tư của ai, dù bạn và cái người A này có chung một kẻ thù là B, thì bạn cũng không nên tham gia vào cái câu chuyện của người A này, để tránh cái trường hợp là chụp tin nhắn, chụp màn hình để hại mình trong tương lai. Đó là những cái yếu tố mà rút kinh nghiệm được, và sau này những cái bài học rất là xót, rất là đau. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình. Bye bye.